Thưa quý vị, căn cứ phương án thí điểm đón và phục vụ khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng đã được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành. Nhiều cơ sở lưu trú kinh doanh dịch vụ du lịch đạt chuẩn tại địa phương cũng đã nộp hồ sơ để tham gia vào quy trình thẩm định đón khách quốc tế của ngành du lịch thành phố. Mở cửa hoạt động từ cuối tháng 10 đến nay, cơ sở lưu trú đạt chuẩn 4 sao này cũng vừa hoàn thiện hồ sơ gửi về Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng để đăng ký tham gia đón và phục vụ khách quốc tế. Mặc dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi mở cửa trở lại, tuy nhiên doanh nghiệp vẫn nỗ lực duy trì nguồn nhân lực, hoàn thiện quy trình phòng chống dịch và đẩy mạnh các kênh quảng bá nhằm khai thác các nguồn khách. Chúng tôi cũng đã xây dựng những cái kế hoạch phòng chống dịch đi kèm với phục vụ khách thì đã nộp lên Sở Du lịch và Chính quyền. Thì chúng tôi đủ điều kiện để mà phục vụ khách nội địa cũng như là khách quốc tế trong thời gian sắp tới và đang chờ bên Sở Du lịch gửi thanh tra xuống thẩm định. Cùng với việc nắm rõ hướng dẫn từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thí điểm đón khách quốc tế đến Việt Nam, quy chế phối hợp triển khai thí điểm đón và phục vụ khách quốc tế đến thành phố Đà Nẵng, các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng cũng đã chủ động về nhân lực, vật lực để đáp ứng quy trình đón khách. Đến giờ phút này thì chúng ta đã có được 25 cơ sở đã được thẩm định đạt yêu cầu. Thì trong 25 cơ sở kinh doanh lưu trú thì có 8 cái resort 5 sao, 10 khách sạn 4 sao, 4 khách sạn 3 sao, 2 trung tâm thương mại và 1 nhà hàng. Hầu hết các cái đơn vị được các liên ngành thẩm định thì đảm bảo được tiêu chuẩn. Và chúng tôi được biết từ nay cho đến cuối tháng 11 khả năng là còn nhiều đơn vị sẽ được thẩm định thông qua cái hồ sơ trên cơ sở nền tảng của cái văn bản là 7708 về cái phương án về mở đón khách quốc tế trong thời gian tới của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Khách sạn đã chuẩn bị các cái khâu mà theo cái quy trình mà của thành phố, theo cái công văn quy định của thành phố, đặc biệt là của công văn của Sở Du lịch và Sở Y tế. Thì hôm nay đoàn đã đến kiểm tra thẩm định thì về cơ bản là khách sạn hoàn thiện một số chi tiết nhỏ để đủ điều kiện để đón khách quốc tế có hộ chiếu vaccine. Hiện Sở Du lịch thành phố đang phối hợp với các ngành chức năng liên quan tiến hành thẩm định, xét chọn các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ đăng ký đón và phục vụ khách du lịch quốc tế đủ điều kiện. Dự kiến nguồn khách đến Đà Nẵng từ nay đến đầu năm sau chủ yếu là khách từ một số thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản và người Việt cư trú ở nước ngoài về nước kết hợp thăm người thân, gia đình. Đây được xem là tín hiệu tích cực, mở ra cơ hội phục hồi từng bước của ngành du lịch địa phương. Tuy nhiên, quy trình đón khách quốc tế đảm bảo tính chặt chẽ, tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch vẫn được xác định là yêu cầu hàng đầu của thành phố Đà Nẵng trong tình hình hiện nay.